Và bây giờ là phần 2 trong cái phần mà mình hỏi về tình trạng hôn nhân thì mình đi vào bài luôn mọi người nha. Ví dụ như mình nói là I'm available. Cái chữ available này thì mọi người thường thấy nè. Ví dụ như khi mình đi xem phim, mình chọn những cái ghế màu xanh á, thì được gọi là available, tức là có trống, mình còn trống, mình đang còn trống hoặc mình đang sẵn có đó, có nghĩa là tôi chưa có người yêu. Ha. I'm taken, unfortunately. I'm taken, taken ở đây là sao? Mình có thể dịch sát nghĩa với cái chữ này để dễ hiểu là take là lấy. Và ở đây là be taken là câu bị động, tôi đã bị lấy rồi. Có nghĩa là tôi đã có người yêu rồi đó. Unfortunately, thật là không may. It was a nice talking to you through. It was a nice talking to you through. Ví dụ như cái câu này thì mình ý là it was a nice talking, tức là một cái cuộc nói chuyện rất là vui vẻ với bạn. Hoặc là mình nói đơn giản hơn, it was nice to talk. It was nice to talk with you. Mình có thể nói đơn giản, it was nice to talk with you. Cũng thật là vui khi được nói chuyện với bạn. Hoặc là I haven't found what I'm looking for. I haven't found, đây là thì hiện tại hoàn thành, tôi vẫn chưa tìm được. What, cái gì, I'm looking for mà tôi đang tìm kiếm. Tôi vẫn chưa tìm được những cái gì mà tôi đang tìm kiếm. Ở câu này nó rất là hay nè mọi người. Mình có thấy không? Looking for là tìm kiếm, nhưng ở đây người ta lại dùng chữ found, tức là V3 của chữ find. Tại vì ở đây là look for là tìm kiếm, còn chữ find là tìm nhưng mà là tìm thấy. Tức là mình phải look for. Nếu như mình tìm được thì mình found là đã tìm ra rồi đó. Nên tôi vẫn chưa tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm. I'm still not over my ex. I'm still là tôi vẫn, not là chưa, over qua được đó. Qua được ở đây là quên được. My ex là người cũ mọi người ha. I'm still not over my ex. Rồi. I'm still looking for the one. I'm still là tôi vẫn, looking for đang tìm kiếm, the one là một nửa, một người á, một người nữa, một nửa của mình. I'm still looking for the one. Rồi. Tiếp theo mình sẽ là there are 5 people in my family. Câu này thì nó rất là kinh điển ha. How many people are there in your family? There are 5 people in my family. Có, mọi người nhớ nè, cái phần dịch này là dịch là có nè. There are là có. Mình không có dùng cái chữ have. Have 5 people in my family. Cái đó người ta không có dùng như vậy ha. Chữ have và ví dụ nó chỉ dùng sau chủ ngữ. Ví dụ là I have, tôi có cái gì đó. Đó, I have a family, tôi có một cái gia đình. I have a happy family, tôi có một cái gia đình hạnh phúc. Thì cái câu này có bắt đầu bằng chữ có. Ví dụ như có cây bút ở trên bàn. There is a pen on the table. There are 5 people in my family. Rồi. I don't have any siblings. Chữ siblings này nè là anh chị em. Là anh chị em ruột mọi người nha. Ruột không phải họ. Tức là tôi không có anh chị em ruột gì hết. I would like to have a younger sister. Would like là thích, là muốn. Sau would like động từ có to. To have a younger sister là một cái em gái. Younger là nhỏ hơn, cho nên đây là em gái, tôi muốn có một em gái. I don't have any siblings. I would like to have a younger sister. Rồi. My grandparents are still alive. Alive là còn sống. Still là vẫn còn sống. Grandparents ông bà. My grandparents are still alive. Tiếp theo mình có là my sisters-in-law. Cái sister-in-law, cái gì mà in-law là bên dâu hoặc là bên rể đó. Các cái chị em mà dâu của tôi are very nice, rất là tử tế. We get along really well. Các bạn học sinh có thể để ý cái phrasal verb này rất là hay nè. Get along là hòa hợp á, hoặc là hợp nhau. Really well, rất là hợp nhau, thực sự rất là hợp. Hoặc là my sister divorced my brother-in-law before they had any kids. Chị của tôi, my sister, chị của tôi, khi mình nói sister là người ta hiểu ra chị gái của mình đó. Divorced là ly hôn, my brother-in-law là anh rể. Before, trước khi they, họ had, có any kids, bất kỳ đứa con nào. Tức là trước khi họ có con, họ đã ly hôn trước khi họ có con. Tiếp theo, My brothers are both married and have kids. Mọi người thấy đây là cấu trúc both and, có nghĩa là cả và. Tức là anh của những cái anh của tôi đó thì đã kết hôn và có con luôn rồi, cả kết hôn và có con luôn rồi đó. I have two brothers and one sister. Tôi có two brother là hai anh hoặc em trai, and one sister và một chị hoặc là em gái. Tại vì mình phải nói rõ là elder. Ví dụ mình nói hồi nãy mình có younger là em thì mình sẽ có là elder. Mình có elder hoặc là older là lớn hơn hoặc là older. Tức là khi mình muốn nhấn mạnh đó là chị của mình á, thì là elder hoặc older, tương tự mình áp dụng đối với anh. Elder hoặc là older brother là mình biết, còn nếu như mình nói sister thì mình nói là younger là mình biết nhỏ hơn. Hoặc bây giờ mình nói mình là con một, con duy nhất á, mình sẽ là I am the only child. Only là duy nhất, child là đứa trẻ duy nhất, tức là mình là con một. I am the only child. I am the only child. I am the only child. I have a nieces and nephews. Cái này niece, âm niece này khi kết hợp bằng âm s thì khi mình thêm số nhiều thì nó đọc là iz, đọc là nieces. Thì cái phần bài này mình sẽ ra video sớm về cái nguyên tắc phát âm s và es để mình đọc đúng. Bởi vì đôi khi nếu như mình không biết cái này là gì, nếu người ta đọc là nieces mình lại không hiểu. Ví dụ người ta đọc là niece thì mình nghe được, nhưng mà nieces tự nhiên mình nghe mình không biết chữ gì. Do đây là cái cách đọc đuôi iz, đọc là iz khi mà mình thêm s. And nephews. Đây nó hơi ngược mà. Niece là cháu nàng gái, còn nephews là cháu trai. Và cháu trai. Nephew là trai, còn này niece là gái ha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào một số cái hội thoại để mình luyện tập nè. Are you single or married? Là bạn đã là độc thân hay là kết hôn rồi? I'm not married yet, but I have a boyfriend. I'm not, mọi người thấy đây là cấu trúc not yet là chưa. Married là kết hôn, tôi chưa kết hôn. But, nhưng, tôi có a boyfriend là một bạn trai. Ok, được rồi. So, vậy thì I will, tôi sẽ. Feel là điền vào. Feeling là điền vào. This là cái này, form là cái mẫu này. You are single now. Bạn hiện tại là độc thân. Như vậy thì tôi sẽ điền vào cái mẫu này, bạn là độc thân. Rồi, tiếp theo. Are you married? Bạn đã kết hôn chưa? Yes, I have been married for 5 years. Giống câu ở bài hôm trước là tôi đã kết hôn được 5 năm rồi. But, nhưng I want to divorce now. Nhưng tôi muốn, divorce là ly hôn. Now là bây giờ tôi muốn ly hôn. Oh no, oh không, be careful, hãy cẩn thận. It will be a difficult decision. Nó will be sẽ là một difficult khó khăn, decision quyết định. Difficult decision quyết định khó khăn. Mọi người đọc âm này decision dần chứ mình không có đọc là decision mọi người ha, decision. Yes, vâng, I'm still, tôi vẫn considering it, vẫn đang xem xét, cân nhắc. Mọi người đây là hiện tại tiếp diễn là be cộng verb in. Tôi vẫn đang cân nhắc nó. Are you married? Yes, I have been married for 5 years, but I want to divorce now. Oh no, be careful. It will be a difficult decision. Yes, I'm still considering it. Rồi, mình đến một đoạn hội thoại tiếp theo. Cũng hơi mắc cười mọi người ha. I think your married life is very interesting, right? Tôi nghĩ rằng, I think, married life là cuộc sống hôn nhân của bạn. Thì is very rất là interesting, thú vị, right? Phải không? I have been married for 5 times. Quên. Bớt lại. I have been, tôi đã kết hôn for 5 times là 3 lần rồi. Kết hôn 3 lần rồi. Do you think it's interesting? Bạn có nghĩ rằng nó thú vị không? Người này mới không biết nói hay sao luôn. I think your married life is very interesting, right? I have been married for 3 times. Do you think it's interesting? Người này nói Rồi, đoạn cuối cùng mọi ha. I have heard that you have a complicated relationship with some girls. Is that true? I have heard. Câu này mình hay nghe là tôi nghe nói nè. Cái chữ này mình rất là hay nè. Mình nói là tôi nghe nói. Tôi nghe nói rằng I have heard that you, bạn have có a complicated relationship, là một cái mối quan hệ phức tạp. With, với some girls, một vài cô gái, phải không? Is that true? Là chuyện đó có đúng không? Người này trả lời là yeah, phải. I fall in love là tôi yêu. Fall in love là té vào tình yêu đây, tức là yêu đó. With Mary, với Mary. But, nhưng Mary's best friend, cái này là best friend, là bạn thân nhất của Mary, told me, nói với tôi, she loves me, cô ấy yêu tôi. What should I do? Tôi nên làm gì? Should là nên, I do làm, what là gì. Just say to Mary's best friend that you love Mary. Just say là hãy, chỉ cần là nói, say là nói, to với Mary's best friend là cái người bạn thân nhất của Mary đó, rằng you love Mary, bạn là yêu Mary. But, nhưng I think, tôi nghĩ, I have some feelings, tôi có một vài cảm xúc, with her, với cô ấy. To là cũng, tức là tôi cũng có vài cảm xúc với cô ấy. Người nói mình trả lời là what? Cái gì? It's really complicated. Đó thì thực sự rất là phức tạp. Rồi. I have heard that you have a complicated relationship with some girls, right? Is that true? Yeah, I fall in love with Mary, but Mary's best friend told me she loves me. What should I do? Just say to Mary's best friend that you love Mary, but I think I have some feelings with her too. What? It's really complicated. Có một số đoạn hội thoại vui vui như vậy. Và cái bài học về cái cách hỏi về tình trạng hôn nhân thì đến đây là kết thúc. Thì mình hy vọng rằng những cái chủ đề này sẽ giúp mọi người mở đầu được những cái câu chuyện của mình với những cái người lạ đó. Nó thật là tự nhiên, cũng như thân thiện và rất là lịch sự, để giúp cho mọi người tiếp tục tiến triển trong cái cuộc trò chuyện đó tốt hơn. Và bài học đến đây là kết thúc. Nếu như mà mọi người thấy bài học có ý nghĩa thì rất mong mọi người sẽ like và chia sẻ bài học này để mọi người, để những cái người học khác có được thêm một cái nguồn để học. Và mình rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video.